Hi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem con máy 95 các bạn. Nó lội dần chỗ cái đường nước luôn. Ngay dần chỗ cái đường nước nó cắt dài xuống. Coi anh lội cái anh lết kìa. Nghiêng nghiêng nha các bạn. Cái miếng đất này hai miếng các bạn, hai miếng mà nó chạy rồi có lết kìa, khá lết rồi nha. Má ơi nó lết, bên này cũng có một con 95 nữa này các bạn. Thôi con ốc cao mới bay ngang, chính lầm này nó đi lầy cũng rất là hay các bạn. Nó có cái bên sườn lên, nó bên cái sườn mà nó hơi lúng, nó dính là nó bên lên cũng hơi cao á. Cái máy của 95 này nó chạy ở giữa nãy đây các bạn, chạy ở giữa nãy giờ nó cắt rồi, phấy lối rồi nè, gần xong rồi. Và có một con 95 cắt chung luôn các bạn ơi. Đây con 95 bên đây nè, con này của tài xế già cắt chung bên đây. Giữa giờ anh vẽ được mấy lối rồi, hai cây máy kéo nãy giờ không thấy ở đâu hết trơn. Rồi con 95 này nó đang cắt chạy xuống các bạn. Cắt tốt ở trên đầu trên nha. Đây anh xe kéo chạy ra. Còn máy 95 thì máy của tài xế già cắt sát vào ganh nè các bạn. Nãy còn chừa lại một lối cái gì nè. Cắt sát vào ganh luôn nè. Mấy con máy 95 này là nối thùng hứng lúa hết trơn nha các bạn.
luôn cái lằn thả vạt ở ngoài luôn các bạn ơi. Đây có hai chị gái. Đây em gái này cũng ra bắt chuột thôi các bạn. Coi cái anh mặt này anh đi bắt chuột thôi các bạn. Rồi con máy 95 này nó cắt sẽ xuống đứt đoạn một khúc rồi các bạn. Đây chị gái này thủ nè, thủ bắt được nha. Chạy 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 chạy. Rồi nó chạy lên trên đi các bạn ơi, đậu khúc trên chưa cắt chưa rồi nữa, ở đầu dưới đây nó hơi nhỏ cái gì á. Thôn nữ miền Tây ra đồng bắt chuột luôn nè. Hai chị gái hút vô mình cho bò ăn các bạn. Ở miền Tây là nuôi bò là cho bò ăn bằng vô không nha. Còn một lối này nó lên nó hết rồi các bạn. Rồi mình xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh máy cắt lúa của em hãy cho em xin một like, nhật lượt đăng ký anh chị ơi. Để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Trời nắng mà chị mấy chị thôn nữ miền Tây này ra bắt chuột hay thiệt. À, đây nè.
hẹn các anh chị video tiếp theo ha.